Hello em. Hello anh. Em tên gì đấy? Em tên Thảo, Lê Phương Thảo nha. Anh tên là Mai. Anh mình hợp nhau anh nhỉ? Thảo Mai á. Cho anh hỏi nha, người yêu em có một ngày tồi tệ thì em sẽ làm gì để vực dậy tinh thần cho anh ấy? Sẽ rủ anh ấy đi chơi. Mà em thích cũng thích game này, em sẽ rủ anh đi chơi game. Cho anh ăn bưởi không? Ăn bưởi hả? Ơ cơ. Rủ anh ấy đi ăn bưởi nữa, đúng không? Nhưng mà người yêu em phải thích thì em mới rủ. Đúng. À, đúng rồi. Thì nghĩa là yêu mình rồi thì không thích mình ép được mà. Mà ép được luôn hả? Đúng. Nhưng mà anh ơi, nhưng mà ví dụ là người yêu không vui ấy, mình ép là người ta càng không vui anh ạ. Lúc ấy em là cửa trên rồi, em phải ép nó cho bằng vui thôi, không vui thì mắc cười đúng không? Cho nó một búa. Đấy gọi là bạo lực đó. Gọi là bạo lực. Thế còn gì nữa không? Ngoài mấy cái đấy còn gì nữa không? Chơi game, ăn bưởi không, cái gì nữa? Đi du lịch với nhau. À, đi du lịch với nhau à? Yeah. Đi du lịch vẫn ăn bưởi. Nhưng mà nó kiểu thay đổi không gian khác thì nó sẽ... Nó sẽ bưởi tươi hơn, thay đổi không gian khác thì bưởi tươi hơn. Đúng không? Đúng rồi. Được anh nhỉ, hợp lý anh nhỉ. Ok. Người yêu của em có một ngày cực kỳ là tồi tệ, em sẽ làm gì để vực dậy tinh thần cho cô ấy? Em nghĩ là em sẽ cho nó một đạn này. Cho nó một đạn này. Nó ở cái tập chất. Nó hiểu quá. Cho một đạn, đang vực dậy tinh thần để cho một đạn. Em cho nó một đạn với... À, yêu em là một điều tồi tệ nhất rồi mà nó còn yêu được thì em cho nó một đạn để cho nó nhận ra một điều là nó còn yêu được em thì chẳng có ngày nào tồi tệ với nó cả. Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai. À, ý là yêu em đã là một điều tồi tệ nhất rồi thì là em sẽ cho nó một đạn để nó nhận ra em là điều tồi tệ nhất rồi, mà cô ấy còn yêu được thì không có ngày gì tồi tệ cả, đúng không? Vâng, đúng. Ai giả được, đỉnh cao quá rồi, cảm ơn em nhá. Ok em ơi, nếu như có một ngày nào đó mà anh đây gặp một vấn đề gì đấy cực kỳ là tồi tệ thì bạn sẽ làm gì để vực dậy tinh thần cho anh ấy? Em nghĩ là cùng nhau sát cánh, cùng nhau khi nào anh cần em cũng qua mặt. Thế là trao đổi và giúp đỡ nhau, giúp đỡ tinh thần, sẽ cùng nhau làm chia sẻ và... mỗi thế thôi đúng không? Đúng. Ví dụ, nếu như anh ấy cần thì có cầm tiền thì nó sẽ có, trong khả năng của em thì em sẽ hỗ trợ. Cảm ơn hai bạn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Ví dụ mà người yêu của em ngày hôm đấy gặp một tình trạng gọi là cực kỳ tồi tệ thì bọn em sẽ làm gì để vực dậy tinh thần cho anh ấy? Chị làm gì? Hiện tại em chưa có người yêu nên là em chưa nghĩ đến tình. Ví dụ có người yêu thì sao? Ví dụ em sẽ tập đi rồi đấy. Em vừa bảo gì cơ? Tập trước. Đúng rồi, tập đi. Tập cứ nghĩ là mình có người yêu đi, để sau này nó sẽ có một tình huống như vậy đúng không? Đúng. Em sẽ ở bên và động viên anh. Hầu như ai cũng ở bên và động viên nhỉ? Tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Nếu mà gặp kinh tế hoặc gì đấy thì có thể chia sẻ cùng nhau. Nếu em hỗ trợ trong thì chắc sẽ hỗ trợ mình thôi. Thế còn em? Thì chắc là em sẽ mua quà tặng anh ấy, dắt nhau đi chơi chẳng hạn. Cho nó quên cái chuyện đấy đi. Ok. Ông nào mà yêu được em này hơi sướng ấy nhá. Ok, cảm ơn hai em nhá. Người yêu của em gặp một tình huống gọi là cực kỳ tồi tệ thì em sẽ làm gì để vực dậy tinh thần của anh ấy? Em sẽ tâm sự hỏi chuyện thôi, là nếu mà rồi an ủi, nếu mà mình giúp được gì thì giúp cho anh ấy. Còn cái gì nữa không? Em không biết làm như nào nữa. Bởi vì sao? Bởi vì em cũng chưa có người yêu. Chưa có người yêu nên là chỉ biết mấy cái kia thôi đúng không? Vâng. Ok, cảm anh xin lỗi em vì đã hỏi em một câu cực kỳ là đau lòng. Vâng. Anh xin lỗi nhá. Sao khó vậy ta, cô biết trả lời. Không có người yêu không biết. Không có người yêu á? Thật. Từ bé đến giờ chưa yêu ai? Chưa yêu ai. Thật. Gặp phát cười luôn thôi. Em có tưởng rồi.
em nghĩ là em sẽ trò chuyện động viên. Trò chuyện động viên cái gì nữa? Chỉ là hỏi anh những điều như là anh chắc là một lời động viên nào đấy thôi. Động viên nhỉ? Vâng. Em không có người yêu, em không biết ạ. Không có người yêu, không biết ạ? Và